Xin chào tất cả mọi người, con tên là Phạm Phương Thanh, hiện đang học lớp 5 tại trường tiểu học Trung Minh Thành. Ngoài đi học ra thì con còn học đàn violin tại trường nhạc Bình Phương. Con có nhớ là con đã học violin bao lâu rồi không? Con nhớ là con đã học violin được 3 tháng rồi. Tại sao con lại học violin mà không phải là một loại nhạc cụ khác? Là vì cái môn đàn này thì nó rất là lạ, và còn con nghe nói là rất là khó đàn, nên là con muốn trải nghiệm thử. Cảm nhận của con khi con học ở trường nhạc Việt Thương là như thế nào? Con thấy là thầy dạy rất là dễ hiểu, và thầy cô ở đó thì luôn luôn theo sát quá trình học của con, luôn luôn nhắc nhở con và không để cho con thiếu một cái bài nào hết. Và thầy dạy thì rất là tận tình luôn. Vậy bây giờ con có thể biểu diễn một bài cho mọi người xem thử không? Dạ được. Bài mà con định đàn hôm nay đó là bài Múa Vui của tác giả Lưu Hữu Phước. Mời mọi người nghe bài Múa Vui. Ước mơ của Thanh sau này là gì? Ước mơ của con sau này là con sẽ học hết tất cả các loại nhạc cụ và sẽ trở thành ca sĩ.